Thưa các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi dự lễ Tết cộng đồng của những người Việt Nam sống tại Minnesota. Lễ Tết cộng đồng năm nay được tổ chức ở thành phố Saint Paul. Bây giờ trước mắt các bạn đang thấy là thành phố Minneapolis, và từ đây mà chạy đến cái thành phố Saint Paul thì mất khoảng 10 phút lái nữa. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta đang ở thành phố Saint Paul. Cái building trước mắt của các bạn là nơi sẽ tổ chức Tết cộng đồng người Việt Nam tại Minnesota để chào mừng năm Canh Tý 2020. Xin mời các bạn tiến vào hội trường nơi tổ chức Tết năm nay nhé. Các bạn thấy là hội trường ở đây cũng là khá rộng và rất là nhiều người cũng đã có mặt ở tại đây. Đây là cái gian hàng bày bán thức ăn để phục vụ khách đến vui Tết. Các bạn thấy là có rất nhiều phụ nữ mặc áo dài truyền thống của Việt Nam với những cái màu sắc vô cùng rực rỡ và vô cùng tuyệt đẹp, làm cho cái không khí Tết cho thêm vui tươi và đậm nét Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nét độc đáo mà các bạn thấy là có một ông người Mỹ, ông đang ngồi lắc bầu cua cho khách chơi chung. Bầu cua cá cọp là một cái môn chơi rất là phổ biến trong các dịp Tết, làm cho chúng ta gợi nhớ đến cái Tết quê nhà.
Cambodian, as a Khmer, at the Vietnamese New Year, as we should invite the Vietnamese community, Cambodian, or whether it's Laotian. And so we need to have these type of functions more often, more frequently, so that we can come together. Small population compared to the 3 million Americans who live in Minnesota. So this gives us an opportunity to come together to yet share our differences, but at the same time. The panoply of cultures that are there. From Vietnam, we will really be focusing on. Bạch Hà xin được giới thiệu một cái phần trình diễn rất là độc đáo, thưa quý vị. Đó là phần trình diễn của Thi Vũ. Thank you.